khu vực Vinpearl đấy vị, ở bên đất liền này. Đó, mấy cái hệ thống cáp treo của Vinpearl, mấy cabin đang chạy qua bên đảo. Ngay chỗ này họ trồng mấy cây dừa cho nó mát. Đây, còn đây là khu vực vào bên trong để mà xếp hàng check in để mà đi lên cáp treo. Đây, nhà ga cáp treo. Khách du lịch nè. Lộn ghê luôn rồi. Cái này nó dành cho những lúc đông khách. À, chỗ này có cái khu vực shop đồ này. Họ không có cho mang đồ ăn nước uống đồ qua đâu. Đi luôn hả? Đây là khu vực sóc vé. Nay thì lúc mà nó mới khai trương thì đông lắm lắm. Nay nó cũng đỡ hơn rồi, không có đông lắm. Đây khu vực đi lên cabin cáp treo ví dụ. Một lối thang máy và một lối thang bộ. Trước là mấy cái cabin này, giờ bắt đầu lên cabin nha. Cabin này đi nha. Liên tục luôn rồi, cabin nó chạy liên tục là nó lên đi thôi. Quan chỉ ngồi cho nó căng. Một cabin là tối đa được 12 người.
Không rồi, nhìn mọi người đó, mọi em ru rồi. Lúc cái đoạn tụi em mới chạy rồi, tôi thấy, quay, thấy rồi. Có nước biển vậy, trong xanh đẹp không? Quay về anh kịp của nào, anh xuống bên đây. Đó, rồi ra đây chụp hình đây, đẹp rồi đó. Đó, chụp hình, chụp cho ông bà nội ơi. Chụp lấy cảnh biển rồi, để đẹp nè. Đây, được con chụp lá này, ba mấy ngồi ngon lại. Rồi ba với mấy chọn đây hay sao chứ tình cao. Rồi đây, bên nhìn đây, bán nhìn đây, đây thấy cái cabin của người ta phía sau luôn. Ồ, đồ này gió mát quá, lên trên cao quá vậy ơi. Cao quá, ôi kêu quá, này tới đoạn này luôn. Chụp bông, anh chụp bông sao vô chụp bông. Bà qua đây này, em ngồi tập cho ông nội bà nội này. Rồi, em thấy vô. Rồi, nhìn xuống dưới nha. Ngồi sát đi, qua đây con. Ủa vé cho đây chứ được vé đâu. Đây là cái sảnh chính của bên Vinpearl Harbor đấy vị. Bên kia là cái trung cái siêu thị. Khu vực ăn uống. Rồi các cái món đặc sản. À, bây giờ mời quý vị qua bên khu chợ của Harbor nha. Ở đây trưng bày mấy chiếc xe VF9 VinFast. Cái chiếc này 5 chỗ mà to. Dọc đây là các cái shop. Bên đây hình như bán quần áo. Quần áo giỏ, ba ly rồi. Đứng chụp xe. Đây, trung tâm thương mại nè. Tổ hợp sông hơi Hàn Quốc nè. Đây, bên trong trung tâm thương mại chợ của Harbor, bên Harbor. Ở trong đây thì cũng có khu vực ăn uống nè, cà phê đó vậy. Cà phê đây coi thử coi. Cà phê Coco Bean. Trà sữa Coco Bean. Giá tầm khoảng 65. Trà sữa Coco Bean giá 65 vậy. Tại khách Hàn Quốc đồ cũng qua đây mua sắm vui chơi rồi. Cà phê rồi bên đây là quần áo này. Giỏ rồi các cái đồ lưu niệm. Em muốn đi
đâu? Đó, dạo đã, dạo đã chút nữa tính. Bên đây. Bên đây bán đồ trang sức. Thú bông. Chung hình như là cũng chỉ được một số gian hàng thôi. Chưa có nhiều lắm. Đây là những cái gian hàng còn trống, chưa có người thuê. Đây, còn trống. Đây, tổng hợp xông hơi Hàn Quốc mà. Rồi quầy ẩm thực đi thẳng nè. À, đi thẳng qua bên kia là khu vực ẩm thực. Ở đây có cái lối đi lên. Lối lên xông hơi sao á. Ở đây cái khuôn viên họ trang trí nè. Rồi chiếc V8 V9 họ trang trí kia nữa kìa. Đẹp. Mấy chỗ này chụp ảnh đồ cũng đẹp. Bên này quà lưu niệm đồ nhiều. Quần áo, giày dép, mũ nón. Đó. Đây hình như ẩm thực nè. Đi sâu vào đây là quầy ẩm thực. Rộng ghê luôn quý vị. Cái khu chợ của Harbor này nó rất rộng. Này nó có các lối ra. Họ thiết kế mấy cái chỗ này để cho mình đi dạo mỏi thì mình nghỉ rồi. Nhìn cũng đẹp ghê luôn, dễ thương. Quá rộng luôn. Đây, bên trong này là khu vực ẩm thực, nhà hàng. Bánh cuốn Cao Bằng này. Mía. Bánh mì, bánh cuốn, trà sữa, nước uống rồi. Bên kia có bánh bèo. Đặc sản miền Trung. Nem Linh Hòa nè. Đặc sản Nha Trang 79. Đây. Kitchen Tây Nguyên. Bánh canh Nha Trang nữa kìa. Trà sữa gà rán rồi nè vị. Ôi sao, bên này nó rộng quá. Dạo mỏi luôn. Thiết kế đẹp. Đây, mấy cái gian này là chưa có hoạt động. Sách nón. Đây, quầy bán nước rồi các loại này, tạp hóa này vậy, nước uống rồi, bánh
Đây, cái khu vực để ngồi nghỉ ngơi này, thiết kế đẹp ghê, trang trí quá đẹp luôn. Đây là cũng là một cái điểm để chụp ảnh đó. Rồi, chiếc VF9 này đẹp ghê không? VF9 to khiếp luôn rồi. Hai camera luôn. Đó, camera sau nó hai cái luôn vậy. Cảm biến luôn. To rộng. Ở bên đây là khu ăn uống rồi nè vị, khu ẩm thực mà. Tô màu đủ màu sắc nổi bật rồi. Giống giống như trong câu chuyện cổ tích. Hải sản bờ kè nè. Đóng cửa. Đó, đứng đây nhìn thấy cái chữ Winburn nữa vậy. The Cup Coffee House nè, phố cổ, phở phố cổ nè, kem nè. Đây mang cái xe đẩy rồi mày. Bán đồ ăn vặt, xúc xích, cá viên chiên rồi. Nước uống rồi, nước ép nè. Khu ăn uống nè, ngoài trời cũng nhộn nhịp nữa mày. Ủa cái ông gì ở trên cao vậy? Ông gì ở trên cao vậy? Đó. Ông gì ở trên cao vậy? Đó cái tượng đó. Tượng này. Trên cao. Ông đó. Con có tưởng mày kỹ hơn chút không? Đây, khu vực đây là ẩm thực mì mì Kung Fu Việt nè, rồi hải sản Thanh Xương nè. Hải sản Thanh Xương nằm sát với mấy biển luôn vậy. Còn đây là cơm nhà Linh nè. Ôi ôi, họ trang trí đẹp ghê không. Trang trí quá đẹp luôn vậy. Harbor về đêm lung linh quá, lung linh quá luôn. Đây là quán bún chả Hà Nội nè mày. Là nướng Ý Lan. Ủa, chỗ này có nguyên một cái khu vực tiểu cảnh đẹp quá mày. Kiểu giống thời La Mã. Bên kia là seafood, có xe gió.
cơm niêu, hải sản, buffet. Chỗ này đẹp vậy. Rồi, bún chả Hà Nội. Rồi, nhìn thấy lên đèn lung linh nghe luôn rồi. Như lạc vào cõi thần tiên. Giống chuyện cổ tích quá. Chiếc VF97 chỗ này của VinFast họ trưng bày ở Vinpearl Harbor. Rồi khu vực đây là cái món ngon Hà Nội 1979 nè. Trong này có món ngon bánh xèo luôn, có bánh xèo luôn nữa vậy. Rồi các cái món này, bún nem Hà Nội này. Rồi bún chả Hà Nội nè, đó, rồi bánh cuốn, bún hải sản, bún sườn nướng 85, cơm rang 85, cơm chiên hải sản 85, bún nem Hà Nội 69, phở bò 75, bún chả Hà Nội 69, nem nướng 75, chả ram tôm đất 75, chả cá Nha Trang 75. Quán cơm sườn trứng hả? 85. Đây, cơm sườn trứng 85. Đây, bún chả Hà Nội vậy, nó kiểu như bún khô nha. Đây, bún này. Chả nè. Chả viên nha. Viên này vậy đó, rồi rau. Đó.
bảo bún vô hả? Bảo bún vô ăn hay là ở khu đây là bán ẩm thực, các món hải sản, bếp, ẩm thực Việt, bún cá, kem. Cơm phở 89. Nha Trang quán. Rồi, ở đây nó lung linh vậy luôn. Nem nướng nè. Chè 67 nè. Chè sầu hạt đác nè. Đây, bún chả, bún sứa, nem nướng, cơm. Trời à, đang mưa đó vậy. Mưa phùng phùng quá. À bên tối nay thời tiết gió quá cho nên mưa như thế này không có bắn pháo hoa được. Bên Vinpearl Harbor, Harbor bây giờ là nó mưa dữ quá vậy. Mọi người đang lên cáp treo để về lại đất liền. Vinpearl Harbor. Đây. Rất là đông người đi về. Nhiều người họ cũng muốn ở lại để xem bắn pháo hoa nhưng mà do nay thời tiết không thuận lợi cho nên là không bắn pháo hoa, nên là mọi người đi về hết. Kèm với mưa nữa. Trời mưa họ đi về quá trời là đông luôn các bạn ơi.